sân khấu vang bóng một thời tuần này sẽ là không gian của những giai điệu về miền Kinh. Đi đến đâu là mình cũng nghe cái bài hát này hết. Dạ đúng rồi, rất là nổi tiếng luôn. Trước đây thì là em đi hát với một cái tên thật của mình là tên Yến Khoa. Sau đó thì năm 2000 chuyển sang đổi tên là Hoàng Châu để em hát. Em đổi qua tên Hoàng Châu là em làm lại từ đầu luôn đó. Rồi em chấp nhận là em phải đi hát giống như một cái ca sĩ mà chưa ai biết đến luôn. Em phải đi hát lót từ từ đó. Trời ơi. Cùng chào đón MC Đại Nghĩa đến với chủ đề tối nay. Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang đến với chương trình Vang Bóng Một Thời. Chương trình do đài truyền Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Và thưa quý vị, tuần trước chúng ta đã có một chương trình Vang Bóng Một Thời rất là thú vị với nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh và người bạn đồng đội cùng với Đại Nghĩa ngồi đây để mà chia sẻ trò chuyện cũng như là khai thác thông tin của những khách mời. Ngày hôm nay vẫn là gương mặt quen thuộc của tuần trước, đó chính là ca sĩ Nam Cường. Yeah. Em rất vui thì vẫn tiếp tục được ngồi đây ở tuần này để cùng gặp gỡ anh Đại Nghĩa. Cũng như là chúng ta sẽ đến với một cái màn mà em vô cùng thích, đó như là đoán nhân vật của ngày hôm nay. Đó, như em nói là vẫn là cái phần đầu tiên quen thuộc là chúng ta sẽ có một cái màn gọi là thách đố lẫn nhau. Thôi, chỉ có là anh thách đố em thôi. Để em tìm và em đoán xem cái người nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình của mình ngày hôm nay là ai. Dạ. Vậy thì bây giờ bắt đầu nha. Gợi ý đầu tiên, đây là một nữ ca sĩ, đoán đi em. Câu hỏi rất xúc tích anh. nó gần gũi anh ha. Bởi vì không nam thì mình sẽ là nữ, mà không nữ thì sẽ là nam. Dạ, em đoán ra người đó chắc là tóc cũng dài dài. Em nghĩ là đa phần là vậy, 80% là nữ sẽ để tóc dài. Đó, câu trả lời gần đúng rồi đó. Dạ. Nhưng mà nữ ca sĩ này được biết đến với hai nghệ danh. Hai nghệ danh? Ừ. Có những ai có hai nghệ danh nhỉ? Nhiều quá ta. Thôi nếu mà khó quá anh cho thêm gợi ý. Dạ. Cô từng được mệnh danh là nữ hoàng nhạc sến miền Tây. Nữ hoàng nhạc sến miền Tây. Nó cũng xúc tích lắm đó anh ạ. Ủa vậy hả? Bây giờ anh sẽ diễn tả tên của một cái bài hit. Dạ. Của cô ấy. Được cái này, cái này được. Bài hit nha. Dạ. Nếu như em đoán ra được cái bài hát này thì anh nghĩ là em sẽ đoán ra được người ca sĩ này luôn á. Dạ. À. Em biết rồi. Gì? Người đàn ông chùi mép trước khi ăn dụng. Trời ơi, anh làm cái gì mà ra chùi mép em? Có, em thấy anh cái gì mà Rau. À, rau ria. Ừ. Trời ơi, bắt đầu vô nè. Tướng tá đàn ông nè. Gần đúng rồi đó, quan trọng là cái phần sau nè. Lấy cái gì cũng muốn lấy. 1, 2, 3, 4, 5. Suy nghĩ. Đắn đo chọn lựa. Không, lấy hết luôn. Quá tham lam. Gì vậy? Người đàn ông tham lam. Đó là tên một bài hát chăng? Đúng rồi, hồi xưa có bài này hit lắm. Người đàn ông tham lam. Vậy nếu bây giờ em đoán ra bài hát là người đàn ông tham lam thì em đoán thử con người ca sĩ hát cái bài đó là ai? Thì có một người chứ mấy. Rồi hồi đó đi hang cùng ngõ hẻm, quán cà phê nào cũng mở người đàn ông tham lam chính là anh. Còn ai khoác ngoài chị Hoàng Châu. Vậy thì bây giờ mời em nhìn lên sân khấu để xem coi có phải là Hoàng Châu hay không nha. Xin mời. Thưa quý vị, đó chính là nữ ca sĩ Hoàng Châu. Mời Châu đến đây cùng với anh nào. Thưa quý vị, như vậy là Nam Cường đã đoán chính xác khách mời đặc biệt của ngày hôm nay, đó là nữ ca sĩ Hoàng Châu với ca khúc Người đàn ông tham lam. Dạ, em xin chào anh Đại Nghĩa. Chào em Nam Cường. Dạ. Và Hoàng Châu xin phép được gửi lời chào trân trọng đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vang Bóng Một Thời. Như nãy Nam Cường có nói là có một thời gian là đi đến đâu là mình cũng nghe cái bài hát này hết. Dạ đúng rồi, rất là nổi tiếng luôn. Mà cái câu mà người đàn ông tham lam chính là anh trở thành cái câu cửa miệng mà chọc ghẹo của rất là nhiều người luôn. Hồi đó khi anh ấn tượng với cái bài hát này á là bởi vì
vì cái lời bài hát. Tức là anh nhớ, ủa cái bài hát gì mà sao có đếm số trong đó. Có đếm gì 1, 2, 3, 4 rồi đó, anh biết chọn ai đó. Sau đó anh mới biết là cái bài này là tên đó, rồi cái người ca sĩ là Hoàng Châu. Trước đây thì là em đi hát với một cái tên thật của mình là tên Yến Khoa à. Không có lấy nghệ danh. Là ngày xưa á, lúc mà năm 95, 96 á, thì thời gian đó em tham gia cái chương trình của Mưa Bụi đó. Đúng rồi. Khán giả biết tên Yến Khoa qua cái thời gian Mưa Bụi rất là nhiều. Rồi sau đó thì năm 2000 thì em chuyển sang đổi tên là Hoàng Châu để em hát cái nhạc phim Hoàng Châu Công Chúa đó. Thì em chuyển qua nhạc trẻ nhưng mà không có biết đổi cái tên gì. Tại vì thường thường ca sĩ ai cũng phải có cái nghệ danh, mà mình lúc đó mình lấy cái tên thật đi. Cái bây giờ hát nhạc trẻ thì muốn đổi cái tên nào cho nó lạ lạ chút xíu. Thì cái đùng cái lúc đó có nhạc phim Hoàng Châu Công Chúa. Em thích, rất là thích cái phim đó và thích cái nhạc của phim đó. Cho nên là khi mà hát thì chọn cái tên Hoàng Châu luôn. Chị nhắc đến cái vụ mà Hoàng Châu Công Chúa thì em nhớ lại cái ký ức của em, cái kỷ niệm của em. Và cái thời điểm đó em cũng rất mê phim Hoàng Châu Công Chúa. Và lúc đó là thời đó là em đi mua, hồi đó là chưa có CD, em mua bằng băng cassette á. Đúng rồi. Hồi đó còn băng cassette đúng không chị? Đúng rồi, băng cassette. Chính xác luôn. Là em mua về để em nghe mấy cái nhạc phim Hoàng Châu Công Chúa mà lúc đó là được chuyển sang lời Việt. Và em mở ra, em ngồi thẫn thờ cả một buổi luôn. Em bảo tại sao phim nhạc phim Hoàng Châu Công Chúa mà lại Hoàng Châu hát? Ủa là Hoàng Châu này là Hoàng Châu nào? Có phải là từ cái trong trong phim đó bước ra đây hát không? Em hồi đó còn nhỏ em cũng phân vân thắc mắc. Lúc đó thực sự là em không biết là Yến Khoa chuyển thành Hoàng Châu. Tại lúc đó chị không có công bố với báo chí. Mà hồi đó cái cũng chưa có internet để mà mình đúng biết rồi, nhiều đúng. Cái thời điểm đó là em nghe bằng băng cassette nữa, cho nên em cũng không biết là ai luôn. Nhưng mà khi Châu quyết định đổi nghệ danh của mình như vậy, mình có lo ngại không? Là bởi vì trước đó khán giả đã biết mình định hình với cái tên là Yến Khoa, với giọng nhạc trữ tình. Mà một người nghệ sĩ khi đã được khán giả nhớ tên là một cái điều không đơn giản. Mà lúc đó khi mình quyết định đổi tên, có nghĩa là mình chấp nhận, mình bỏ đi cả những cái gì mà trước đó mọi người đã công nhận. Mình làm lại từ đầu, có khi là bắt đầu từ con số 0 luôn đó. Nói chung cũng đắn đo lắm. Thì cái tên này á, là do ông xã của Hoàng Châu hiện tại cũng là như là đạo diễn Đồng Giao đó, Giao đó đặt cho Hoàng Châu. Tại vì không biết đổi cái tên gì hết thì cuối cùng thôi mình lấy Hoàng Châu luôn đi. Cho là giống như cái tên này cũng đẹp mà, với lại ca sĩ cũng chưa có ai có. Đúng rồi. Rồi, nhưng mà Hoàng Châu của mình là Hoàng Châu có rê chứ không phải đúng là rồi. Hoàng Châu kia. Đó, thì là từ đó là cái album Hoàng Châu Công Chúa ra đời cũng là tên Hoàng Châu khán giả biết đến luôn. Cũng may là cái album đầu tiên với cái nghệ danh mới thì khán giả đã thích mình luôn. Chứ nếu không là mình vất vả một khoảng thời gian nữa để làm lại cho một cái tên mới. Thực sự thì để mà làm lại từ đầu á rất là khó. Như anh Đại Nghĩa nói đó, tên Yến Khoa cũng đã có tên rồi, nhưng mà lúc mà em đổi qua tên Hoàng Châu là em làm lại từ đầu luôn đó. Tại vì cái dòng nhạc nó cũng khác, rồi em chấp nhận là em phải đi hát giống như một cái ca sĩ mà chưa ai biết đến luôn, em phải đi hát lót từ từ đó. Trời ơi. Xong từ từ bắt đầu ra tới lúc mà Phúc Biệt Ly với anh Lý Hải lúc đó em mới là ra mặt để đi hát này nọ đó. Chứ còn cái anh Văn Hoàng Châu Chúa là em chưa có ra ngoài hát luôn, em chỉ ra đĩa thôi. Nhưng mà trước đó mình đã có một cái biệt danh gọi là Nữ Hoàng Nhạc Sến Miền Tây. À, Nữ Hoàng Nhạc Sến Miền Tây là cái tên Hoàng Châu sau này đó. Ủa vậy hả? Dạ, có nghĩa là em đi hát tỉnh, em đi hát xuyên suốt luôn, lúc nào cũng chêm một hai bài bolero vô, cho nên khán giả đặt vậy luôn á. Em nghĩ rằng đâu là cái giai đoạn hoàng kim của cái sự nghiệp của mình đó, có phải là cái thời gian mà em cảm thấy rằng mình thăng hoa nhất không? Nếu mà đỉnh của Hoàng Châu là 2006, 2007 cho tới 2011. Dạ. Là thời gian đó là em đi diễn suốt, em coi như là từ lúc 2006 Đàn Ông Tham Lam lên một cái là em đi. Nè Cường biết nè, đi chung là đi xuyên Việt, đi từ miền Tây ra miền Trung, miền Đông ra miền Bắc luôn. Mà em đi một lần vậy là một tháng. Đêm chạy 4-5 điểm gì một hả? Một đêm chạy 4-5 điểm chạy mà hả? Tôi nói chạy bây giờ luôn, mình nghĩ là mình sợ luôn á. Và bây giờ để hiểu rõ hơn về Hoàng Châu cũng như là nhìn lại một cái chặng đường mà Hoàng Châu đã đi qua, thì mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng xem qua một số hình ảnh nha. Ca sĩ Hoàng Châu lần đầu được biết đến với nghệ danh Yến Khoa, ra mắt lần đầu tiên trong tuyển tập nhạc Mưa Bụi Đình Đám Một Thời. Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ? Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ? Khởi đầu thành công của dòng nhạc dân ca trữ tình, cái tên Yến Khoa đã khắc sâu vào lòng khán giả bởi chất giọng ngọt ngào, ấm áp. Chính điều này đã đem đến một biệt danh Nữ Hoàng Nhạc Sến Miền Tây. Một người con gái đứng nghiêng nghiêng cành non lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thương
Mưa Bụi cũng chính là bàn đạp giúp Yến Khoa chinh phục thị trường hải ngoại. Nhưng sau 5 năm hoạt động ở thị trường hải ngoại, Yến Khoa quyết định trở về Việt Nam. Từ đó, nghệ danh Hoàng Châu xuất hiện với một phong cách hoàn toàn khác, hiện đại, trẻ trung. Yến Khoa lột xác thành Hoàng Châu và có lần thứ hai chạm đến đỉnh cao sự nghiệp với hàng loạt. Với bao kỷ niệm, anh mang về đâu thời gian có nhau, sẽ mãi xa vời một vầng mây xanh. Chính những thành công mà cô gặt hái được đã đưa cái tên Hoàng Châu trở thành một phần ký ức thanh xuân của biết bao thế hệ khán giả. Xem lại hình ảnh từ cái thời Mưa Bụi, lúc đó là thấy còn trẻ quá trời ha, non nớt luôn á. Trời ơi, em không ngờ là em nhìn lại những cái chặng đường đã qua của em, nhìn lại những tấm hình mà em cảm thấy bồi hồi xúc động luôn á. Chị xúc động. Cảm ơn chương trình đã lục lại những cái hình ảnh, những cái gì đẹp nhất của em á. À, cái thời mà mình hát Mưa Bụi là lúc đó mình khoảng bao nhiêu tuổi Châu? Dạ, em lúc đó em khoảng 19 tuổi. Ừ, còn nhỏ quá trời. Nhỏ cho xíu mình thấy. À. Đây là em một số thấy là nghe những cái bài hát vừa rồi, cái giọng hát á, cho tới bây giờ nó không có khác nhiều chị ơi. Vậy nó hả? Trong trẻo mà nó dễ thương y chang bây giờ cũng vậy. Trời hơn vậy. Nè, đây là cái album mà chắc từ thời còn là Yến dạ, Khoa cái phải không? Khoa, dạ. Yến Khoa nè, Tóc Gió Thua Bay nè. Dạ. Đó. Đây rồi, cái này là Hoàng Châu nè. Cái này Hoàng Châu, Hoàng Châu năm 2000 đó. Cái này là lúc mà hát nhạc phim Hoàng Châu Công Chúa nè. Dạ. Có Đan Trường, anh Lam Trường, Minh Thuận, Nhật Hà, Hoàng Châu, dạ. Phương Thùy, Nguyên Lộc. Đúng rồi. Đây, cái này Hoàng Châu, Người Đậm Tham Lam. Đây là cái bài hit chắc đình đám đã đưa tên tuổi Hoàng Châu đến với khán giả này đúng không? Cái này 2005, 2005 em thực hiện thì 2006 mới nổi lên. Ừ. Cái album Phúc Việt Ly là khoảng 2002. À, đây cũng là Lý Hải hả? Dạ. Trước Đậm Tham Lam là đình đám cái bài Phúc Việt Ly nè, Bình Minh đúng Tình rồi. Yêu. Đúng rồi, đúng chờ rồi. Phone của anh với anh Lý Hải đó. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, cái Ngàn Năm Có Phai này là Ngàn Năm Có Phai 2. Còn cái một nữa, cái này em thực hiện năm 2001. Lúc này là hình ảnh là hoàn toàn khác, không còn thấy một chút gì của Yến Khoa ngày trước nè. Dạ. Khác hẳn luôn á. Thì đó, mình phải thay đổi. Thay dòng nhạc mà. Mình phải thay đổi hết toàn bộ tóc tai rồi cái phong cách nhượng luôn. Ở đây có một cái live show Hoàng Châu Anh Chí Tài. Anh Chí Tài, năm 2013 đó anh, cuối năm 2013. Rất là nhiều những cái kỷ niệm ha, khi mình xem lại những cái album, những hình ảnh này. À, vậy thì cái con đường vào âm nhạc của Hoàng Châu nó bắt đầu như thế nào Châu? Ai là người đưa em vào? Dạ, thì ngày xưa thì em khi mà học ra trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật á, thì em cũng đi hát nhà văn hóa, rồi em đi hát, rồi em sau đó thì bên Mưa Bụi á, mới phát hiện ra em, mới mời em về hợp tác. Thì hợp tác được mấy đĩa Mưa Bụi ra thì sau đó trung tâm làng văn ở hải ngoại đó thì mới là ký hợp đồng độc quyền em để mời em ra ngoài hải ngoại hát. Thì sau đó thì em mới gặp ông xã em hiện tại đó, có nghĩa là phim Hoàng Châu Công Chúa trước đó. Cái phim đó nó hay quá thì ảnh mới mời em ca cái album nhạc đó. Mà bây giờ cái tên Yến Khoa của em á, thì thứ nhất là nó không có hợp với cái album đó, dòng nhạc bolero. Mà cái giọng em thì cũng hợp với nhạc phim đó nữa. Thì khi hát lên xong xuôi thấy hợp quá. Cho nên là anh mới nói là thôi bây giờ mình đổi cái tên nào mà nó trẻ trung, nó dễ thương để nó hợp với cái dòng nhạc này. Đó, thế là cái tên Hoàng Châu ra đời, là ông xã Hoàng Châu đặt cho Hoàng Châu. Như vậy có nghĩa là ông xã em cũng là một trong những người đã dìu dắt em đi dạ, được con đường âm nhạc. Dạ, anh là một cái người mà từ đầu đến cuối là coi như là lo cho em hết mọi thứ, có nghĩa là em chỉ có việc đi hát thôi. Mấy lần em gặp mà anh chị mà đi trong những cái buổi tiệc á, rồi thấy ổng chăm bả dữ lắm. Cho nên không có ảnh là em không đi được đó, tại vì không có người lo. Sau này bây giờ là đỡ rồi, tại vì ảnh cũng phải lo công việc của ảnh, cho nên là em cũng tập đi một mình, đi diễn đi này kia một mình. Được cưng quá đó, nó vậy đó. Đó thành ra như công chúa. Vậy có bao giờ trong cái sự nghiệp của mình gặp những cái giai đoạn mà khó khăn mà mình cảm giác mình chùn bước không? Cũng có. Khó khăn thì thật sự lúc đầu á, em mới đi hát thì cũng đi hát lót, rồi cũng từng hả ngủ nhà dân, cũng đi tỉnh đó. Cái thời gian đầu mình đi đoàn, đi xe đoàn thì ngủ nhà dân. Đúng rồi. Đó, rồi tới lúc hát rồi nói chung cũng cực lắm, nhưng mà vui, cũng nhờ cái chặng đường cực khổ đó nhưng mình mới có được ngày hôm nay. Thì cũng may mắn cho em là thời gian đầu tiên thì em đã gặp mà anh chương trình Minh Mưa Bụi là anh Minh đó. Yeah. Thì cũng dìu dắt từ cái Mưa Bụi mà mọi người đến biết tới em. Rồi sau đó thì cũng nhờ là gặp anh xã em hiện tại cũng tạo cho em một cái tên Hoàng Châu để mà khán giả biết cho đến bây giờ. Nói chung là em cũng may mắn lắm, cũng được nhiều
thành công của anh giúp đỡ. Cũng hay hơn bao nhiêu người khác rồi, thật sự là bởi vì nói là trên một cái chặng đường mình đi qua bao nhiêu năm như vậy mà không có khó khăn á, là không phải. Dạ. Nhưng mà cái may mắn hơn là Châu được những người dìu dắt ngay từ những ngày đầu. Dạ. Á. À, em may mắn lắm. Châu có được một cái hành trình tương đối là thuận lợi hơn so với những anh chị em cùng thời điểm khác. Nó cũng không có nổi bật lắm nhưng mà nó cũng yên ả lắm, bình yên. Bình yên là tốt rồi em ơi nha. Đó, em rất là may mắn, em cũng cầu mong như vậy. Và bây giờ thì Đại Nghĩa sẽ có một cái phần thử thách nho nhỏ dành cho Hoàng Châu. Bởi vì trải qua thời gian cũng khá là dài trên cái chặng đường sự nghiệp của mình, để coi coi Hoàng Châu còn có nhớ được những cái khoảnh khắc mà mình đã từng trải qua hay không nha. Ở trên màn hình sẽ thể hiện ra những hình ảnh, và sau đó Châu sẽ cho mọi người biết là những hình ảnh đó nó vào cái thời điểm nào, nó ở đâu, để coi coi mình còn nhớ được hay không. Rồi, bắt đầu. Đó. Đây là hình ảnh biểu diễn trong bài hát nào? Dạ, bài Ngàn Năm Khó Phai của nhạc sĩ Hoài An. Cái này đồ như... là biết phải không chị? Cái này là hình như hồi nãy trong cái clip ban đầu là có nè. Dạ, dạ đúng có, rồi. Cho nên dạ là có. Giờ mình nhớ dễ quá, Ngàn Năm Khó Phai. À Châu, mình có thể mình nhớ mình hát lại một đoạn trong bài này được không? Dạ, được chứ. Dạ. Em hát đoạn điệp khúc nha. Dạ. Ngàn năm khó phai lời ru này, bờ môi ấm êm hương xưa vẫn còn. Yêu anh ngàn năm người ơi biết không, âm thầm tình em. Hay quá, quá. Giọng hơi khàn xíu. Hay lắm. Tiếp theo hình ảnh số 2. Wow. Hình như là bài Làm Người Ai Làm Thế đúng không? Làm Người Ai Làm Thế. Chính xác. Wow. Này chắc quay lâu rồi hả Châu? Lâu rồi, nhưng mà cái hình này thực sự mà nói nha, em lưu những cái hình khác nhưng con hình này hình như nó rất là lạ luôn á, nhưng mà em nhớ cái tóc này. Mời Châu hát một đoạn trong bài hát này nha. À, để em nhớ coi. Làm người ai làm thế, làm người ai làm thế, làm vậy chi người hỡi, chẳng lẽ tôi không còn gì, không tin anh nữa đâu, không tin đàn ông đâu. Rồi sẽ có lúc anh cũng thế, giống như tôi giờ đây. Đó là bài hát Làm Người Ai Làm Thế. Anh nghĩ thấy không, cái bài này á, nó cái ngoài cái giai điệu nó hay, nó dễ hot, thì cái tựa Làm Người Ai Làm Thế cũng khiến cái bài này nó cũng rất là dễ hot. Bởi vì nó giống như là một cái câu nói của mọi người. Hồi nãy giờ em quên giới thiệu nè. À, bài này và bài Người Âm Thanh Lam là sáng tác của nhạc sĩ Nguyên Chấn Phong. Thì hồi đó là mình muốn một cái bài hát nào đó mà dễ đi sâu vào lòng người á, thì mình phải có một cái tựa nào hoặc có câu nào phải cho người ta nhớ lạ. Đó thì là cái câu Làm Người Ai Làm Thế. Tính ra hồi đó chị cũng tính toán dữ ha. Không phải chị đâu, anh xã chị đó. À, chị đâu có biết tính gì. Phải có cái tính toán chiến lược chứ. Dạ. Tiếp nha, hình ảnh thứ ba nè. Trời ơi, mùi mẫn chưa. Cái này là nhớ lắm luôn rồi. Tại vì cái bài này cũng đình lắm lắm á Nam Cường. Dạ. Em nhớ không? Bài này... Con Lật Đật. À, rồi. Anh Đại Nghĩa có nghe bài Con Lật Đật chưa? Biết bài này luôn. Sau Đàn Âm Tham Lam là cái bài này hit cũng không thua đâu nha. Mà nhạc chuông nhạc chờ hồi đó đó. Đúng rồi, cái thời điểm thời nhạc chuông nhạc chờ đúng rồi. Ai cũng nói, mấy bạn nói là cứ gọi điện thoại ai cũng nghe cái gì Lật Đật thì sao người ơi đừng trêu, vì em còn bé nên em như vậy thôi. Đó, đa số là nhạc chờ là tải bài này hết luôn á. Tại cái giai điệu nó dễ thương, khi mà người ta gọi đó tới nó nghe chờ nó không bị quạo. Đó. Chính xác nha quý vị, đây là MV Con Lật Đật. Tiếp theo còn một hình ảnh nữa để cho Hoàng Châu nhớ lại nè. Ôi sao nhìn hình này điện ảnh quá vậy. Góc hình này đẹp như... quá nè. Bài Bội Bạc. Chính xác. Bài Bội Bạc. Đúng rồi, bài Bội Bạc. Cái Bội Bạc này á, là em quay năm 2009-2010 á, thì bắt đầu là em lại trở lại với dòng nhạc bolero. Tại khán giả lại chuộng, tại vì mình là ca sĩ mà mình phải hát cái gì mà khán giả thích thì khán giả mới nhớ đến mình. Dạ. Cho nên mình đổi tới đổi lui là vậy. Nhưng mà cái giọng em cũng hợp bolero lắm. Quá hợp luôn, rất là ngọt. Thì cái bài Bội Bạc này thì em cũng rất thích, thích lâu rồi mà chưa có dịp để mà thực hiện. Thì đó, em chọn cái bài này để hát và quay clip. Vậy thì ngày hôm nay Hoàng Châu hãy tặng lại cho khán giả ca khúc này được không, một lần nữa nha? Chắc chắn là được rồi, em rất là thích luôn á. Mời Hoàng Châu. Dạ. Thank you.
khắc khoải niềm ưu tư chợt đến cho nhớ thương đông đầy kỷ niệm xưa còn đây mà người đổi thay chối bỏ câu hẹn thề để lại nhau chua xót và thương đau từng đêm mưa giăng sâu như nước mắt ban đầu mình đã khóc cho niềm thương chớm nở mình yêu nhau từ đó không đắn đo âu lo ngỡ quen nhau từ lâu mà nào ngờ đâu cũng đành thôi tạ từ cuộc tình như ong bướm vờn bên hoa rồi khi hoa phai tàn ong bướm bay theo đàn để chọn kiếp ly ta nhưng thôi nhắc lại chỉ đau đớn lòng vì đời mấy ai giữ được câu chung tình mấy ai hiểu cho mình tay trắng đôi tay đường tình còn ai dù duyên kiếp không thành chỉ buồn phần mình thôi đường yêu lắm nẻo nụ hoa mau tàn heo cho nhớ nhung mang theo nếu xưa ta đừng quên lời ngọt đầu môi đã thành câu bội bạc tình đôi còn kiếp thương đâu. Chỉ đau đớn lòng vì đời mấy ai giữ được câu chung tình mấy ai hiểu cho mình tay trắng đôi tay đường tình còn ai dù duyên kiếp không thành chỉ buồn phần mình thôi đường yêu lắm nẻo nụ hoa mau tàn heo cho nhớ nhung mang theo nếu xưa ta đừng quên lời ngọt đầu môi đã thành câu bội bạc tình đổi thay như áo mặc qua tay đời ai không một lần dang dở duyên ban đầu để chọn kiếp còn kiếp thương đâu. Cảm ơn Hoàng Châu. Vừa rồi là ca khúc Bội Bạc, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn với dòng nhạc bolero trữ tình, thì giống như là Hoàng Châu đã trở lại là Yến Khoa của ngày trước. Yeah. Trở về với những gì mà khán giả đã yêu thương Hoàng Châu từ những ngày đầu. Yeah. Nhưng mà hình như bây giờ là Châu hình như cũng đang một lần nữa quay trở lại với dòng nhạc này nữa phải không Châu? Dạ, em quay lại dòng nhạc bolero cũng 4-5 năm nay rồi đó. Tại sao? Tại sao mình lại quyết định quay trở lại dòng nhạc bolero? Tại vì em thấy rằng em hợp với dòng nhạc bolero và là khán giả. Cái quan trọng là nhạc bolero sau này trở lại khán giả thích. Yeah. Và mình cũng thấy sở trường của mình cũng là nhạc bolero. Cho nên là em muốn quay lại. Với lại em thấy là bây giờ mình nên hát nhạc bolero đi. Tại vì
tuổi mình sau này thì nó cũng đó, sau nhạc trẻ nó cũng mười mấy hai chục năm rồi thì thôi mình hát bolero nó sẽ hợp với mình hơn. Vậy là cũng tùy thuộc vào cái yếu tố hoàn cảnh nè, yeah. Tùy thuộc vào khán giả, cái nhu cầu thưởng thức của mỗi thời điểm nó khác nhau. Quan trọng là rồi kể cả là tùy thuộc vào cái độ tuổi của mình nữa. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ đi hát thì khán giả vẫn yêu cầu những ca khúc nhạc trẻ ngày trước. Đúng rồi, bây giờ khi mà em đi hát ha, là khán giả cứ yêu cầu là con lật đật với đàn âm la mít. Mặc dù bây giờ là hơn 20 năm rồi mà vẫn thích những bài đó. Em vẫn hát, rồi bolero em vẫn hát. Nên là cái nào mình cũng làm được hết trơn á. Ở đâu khán giả yêu cầu cái gì là mình cũng có thể đáp ứng ha. Và trong số những cái người bạn mà hát cùng với Châu từ đó đến giờ, chắc có lẽ đa phần là các ca sĩ nam ha. Đúng thì rồi. Châu cảm thấy là mình thích hợp và ăn ý với ai nhất? Đầu tiên là với anh Lý Hải. Rồi, một cặp với, Lý Hải Hoàng Châu nổi đinh nữa đáng luôn. Đầu tiên Lý Hải, nhưng mà về sau đây, đó là những cái dòng nhạc trẻ như là Phú Biệt Ly nè, Bình Minh Tình Yêu, Chờ Phone Của Em. Đó. Rồi cái sau thời điểm, cái thời điểm này là em hát cùng với Lý Hải là khoảng bao nhiêu năm? Thì hợp tác với nhau lâu, cũng mấy năm luôn á. Rồi sau này thì gần đây 5-6 năm gần đây thì em không có đi hát nhiều nữa, bởi vì em ở nhà lo cho gia đình, rồi anh Hải cũng thế, chứ cũng có ít đi show chung với nhau. Thời điểm này là những cái bài như là Phúc Biệt Ly. Đi đâu cũng Phúc Biệt Ly. Vậy thì bây giờ mình nghe lại nha, mình xem lại hình ảnh của Hoàng Châu và anh Lý Hải trong cái khoảng thời gian này. Em nổi da gà luôn á. Chờ Phone Của Em với lại Phúc Biệt Ly ha. Đó là cái thời điểm mà Hoàng Châu hay hát song ca với anh Lý Hải với dòng nhạc trẻ. Còn đang thấy có một cái album rất là đẹp luôn nè. Là cái này là mình hát chung với lại Dương Ngọc Thái. Dạ đúng rồi. Sau khi mà cái thời gian mà em trở lại bolero đó, thì là Thái là người đầu tiên để mà em mời để mà hát bolero và gắn liền với em cho tới bây giờ luôn. Đi đâu đi hát hát chung cũng là Dương Ngọc Thái, Hoàng Châu, Dương Ngọc Thái. Có những cái bài cũng hit lắm. Ở đây thấy cái album để là Duyên Tiền Định đúng không? Dạ đây là một cái album nhạc phim. Nhạc phim chứ không phải nhạc không nhạc. Rồi mình có một cái kịch bản từ đầu đến cuối xuyên suốt, giống như bộ phim vậy đó. Rồi mình lồng nhạc vô, rồi mình vừa hát vừa diễn, làm nói về mối tình của Hoàng Châu với Duyên Ngọc Thái nè. Yêu nhau từ đầu nè, trong đây thấy có quá trời. Đó, có anh Hiếu Hiền nữa. Làm như là một bộ phim truyện vậy đó. Dạ, hả? Chắc là anh Giao. Đúng rồi, anh Giao đạo diễn đồng Đăng Giao. Mà các ca sĩ hay ra một cái album mà là một cái câu chuyện phim, một cái phim ngắn của mình. Nhạc phim ca nhạc. Một nhạc phim ca nhạc. Cái thời điểm này rất là thịnh ha. Và cái người bạn diễn này của Châu là kéo dài đến ngày hôm nay là Dương Ngọc Thái vẫn thường xuyên song ca với Châu đúng không? Thường xuyên. Nếu như vậy luôn thì hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với cái người bạn diễn ăn ý của Hoàng Châu nha. Sẽ được chào đón ca sĩ Dương Ngọc Thái. Mời Thái qua đây nha. Nãy giờ là mọi người ở đây đang nói chuyện về Hoàng Châu, về con đường sự nghiệp, về âm nhạc của cô ấy. Và trong những người ca sĩ mà hát ăn ý với Hoàng Châu cho đến giờ phút này thì Hoàng Châu đã kể đến là anh Lý Hải nè, rồi sau đó là Dương Ngọc Thái nữa. Và cũng rất là vui khi Thái nhận lời đến với Vàng Bóng Một Thời ngày hôm nay để chia sẻ về câu chuyện của mình cùng cô ấy. Bây giờ Thái cho mọi người biết được không, là cái duyên nào đầu tiên để đưa Thái và Châu hai người gặp nhau mà có thể tạo thành một đôi song ca ăn ý đến giờ phút này? Lần đầu tiên thì Dương Ngọc Thái xin gửi đến cho quý vị khán giả đang xem chương trình Vang Bóng Một Thời, chào anh Đại Nghĩa, chào Nam Cường, chào người bạn diễn xinh đẹp của tôi. Chào bạn. Thái Hoàng Châu thì biết nhau cũng hơn mười mấy hai chục năm rồi. Mười mấy năm rồi đó. Từ lúc mà Châu thì là nổi tiếng trước Thái, Châu nổi năm là 2006, đúng rồi. Thái nổi năm 2008. Lúc mà đi hát chung đoàn hồi xưa mà đoàn anh Phương Tường, là Thái cũng đi hát chung và Thái hát lót đâu, lúc đó Châu nổi tiếng rồi. Lúc đó Châu nổi tiếng rồi và thấy hát Châu hát là nhạc trẻ nhưng mà mình thích cái giọng của Châu là giọng bolero hồi xưa là Yếu Khoa đó. Rất thích. Sau thời gian Thái nổi tiếng lên thì Thái có mời Hoàng Châu diễn trong cái chương trình live show. Live show thì lúc đó là từ đó là hai người gắn kết với nhau luôn. Nhờ mấy live show của Thái là cũng có Châu á. Vậy trong suốt những năm mà hai người đi hát cùng với nhau như vậy, mình có những cái kỷ niệm nào mà mình nhớ mình kể cho khán giả nghe được không?
Thái với Châu thì giống như là lên sân khấu giống như là người tình sân khấu vậy đó. Diễn với nhau rất là tình tứ luôn. Và đi diễn với nhau rất là nhiều luôn. Nhiều show song ca bolero, đa số là bolero. Tại vì Châu cũng thích cái giọng ca của Thái. Và ngoài những yếu tố về giọng hát ra thì Thái nhận xét về cái người bạn diễn này của mình thế nào? Cái tính cách của cô ấy ngoài đời ra sao? Có nhẹ nhàng giống như là hình ảnh mà cô ấy thể hiện trên sân khấu không? Rất là nhẹ nhàng luôn. Thái thấy không? Nói chuyện rất là nhẹ điệu nhàng. Hơi điệu. Dễ thương lắm. Và nhũng nhẽo lắm nha. Nhũng nhẽo lắm. Đó. Nhũng nhẽo với ông xã mình thôi chứ không phải nhũng nhẽo với Thái. Nhưng mà khi mà hai người đó lên sân khấu mà diễn mà tình tứ với nhau vậy, có bao giờ mà người nhà của mình ghen không? Điều này không có luôn, bởi vì mọi người rất là hiểu Thái và hiểu Châu luôn. Vợ của Thái thì rất là hiểu Thái, còn anh xã Hoàng Châu thì cũng quá hiểu rồi. Vậy trong suốt bao nhiêu năm mà diễn cùng với nhau như vậy, có bao giờ mà cái hai bất đồng ý kiến với nhau về một chuyện gì đó không? Bất đồng ý kiến hả? Chưa có luôn á. Nói chung là hai bên rất là tôn trọng nhau về tính cách kể cả lẫn trong nghề nghiệp luôn, cho nên lúc nào cũng hợp tác với nhau để cho nó tròn vẹn, chứ không bao giờ mà để cho xảy ra xích mích hay gì hết. Những cái sản phẩm mà mình hai anh em gợi ý nhau rồi xong là có anh mình đồng giao bạc. Anh đồng giao ảnh đạo diễn thì ảnh là ảnh tính toán rồi anh em sắp xếp, nói chung là chưa có xích mích gì. Chưa mà hy vọng em là đừng có vậy. Hy vọng đừng làm việc với một người giống như chị Châu đây thì khó xích mích lắm. Cái gì cũng nhẹ nhàng, cũng từ từ. Đúng rồi. Đó, cho nên là khi mà kết hợp với sân khấu thì anh chị cũng rất dễ tạo sự ăn ý, đúng không? Và tính đến nay thì hai người đã hợp tác với nhau được bao nhiêu sản phẩm rồi, bao nhiêu bài hát rồi, có nhớ không? Nhiều lắm à. Nhiều lắm luôn á, nhắc lại thì phải để cho ông suy nghĩ chứ. Nhiều lắm. Cái album này không là đã gần cả chục bài rồi. Rồi những cái bài lẻ sau này, rồi cái liên khúc Hoa 10 giờ. Nhiều. Nói chung là em nghĩ đó phải mấy chục bài hát đó. Và 40 bài hát. Live show nào Thái cũng mời Châu á. Mà là Châu thì có nhiều cái live show Châu tham gia được, và những live show là Châu lại bận cũng. Nhưng mà hầu hết là bạn xung quanh rất là nhiều. Nhưng mà khi mà hai bạn mà hợp tác với nhau trong âm nhạc như vậy thì còn cuộc sống bình thường thì sao? Hai gia đình mình có thường xuyên qua lại, mình vui chơi với nhau, mình trao đổi với nhau, hoặc là mình giúp đỡ với nhau những khi nào đó có việc khó khăn hay không? Có chứ. Có. Hai vợ chồng Thái cũng qua nhà Châu chơi nè, rồi hai vợ chồng của chị cũng qua nhà Thái chơi, rồi có khi đi ăn đi uống ở ngoài. Nói chung là hai gia đình rất là thân nhau. Dạ, anh giao ảnh đạo diễn nên là anh cũng có đạo diễn cho Thái cái live show 4 ở Trung Đồng á. Bởi vì thường là mình thấy là những cái cặp đôi mà ăn ý với nhau trên sân khấu á thì thường là họ sẽ có cả cái sự ăn ý ngoài đời. Trong gia đình này nè, mình đã gặp rất là nhiều những cặp đôi như thế, và họ có một cái mối quan hệ rất là thân thiết với nhau ngoài đời, mà mình thấy đó là một cái điều rất là dễ thương. Cả hai bên cộng tác với nhau ăn ý, rồi bên ngoài cuộc sống cũng vậy. Họ sẵn sàng, họ tương trợ, họ giúp đỡ nhau những khi gặp khó khăn. Hoặc bình thường nếu mà cả hai bên đều vui vẻ hạnh phúc thì tiếp tục qua lại giao lưu với nhau, thậm chí cho con cái kết thân với nhau nữa. Đúng rồi. Rồi nhà này mình có không? Sau này làm xui sao? Sau này làm xui sao? Đó, có được không? Có. Và ngày hôm nay khi mà Dương Ngọc Thái đến với chương trình Vang Bóng Một Thời của Hoàng Châu thì như Thái đã chia sẻ là hai người đã kết hợp với nhau rất là nhiều những cái sản phẩm âm nhạc, những ca khúc nữa. Nhưng mà trong số tất cả những ca khúc mà các bạn đã từng hát á, thì các bạn thích nhất ca khúc nào để có thể dành tặng cho khán giả của ngày hôm nay? Hôm nay chắc mình hát cái bài bài mà trong cái liên khúc của mình á, Hoa 10 giờ đó. Bài đó được khán giả thích nhiều lắm. Của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Nhẹ nhàng. Bài nhẹ hát nhàng Hoa 10 giờ. Dễ thương. Hoa 10 giờ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức với tiếng hát của Dương Ngọc Thái và Hoàng Châu. Chia tay chiều Chúa Nhật, anh bảo rằng tuần sau anh tới. Thấy một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc thề. Rồi hẹn tuần sau khi hoa mới rỡ nở, anh sẽ đến thăm em trông chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ, mong đến ngày được gặp anh. Bao trông mong ngày Chúa Nhật đã đến rồi, trời sao không nắng.
sợ trời mưa cho anh ngại không đến để mình em đêm thương dài ngập ngừng thật lâu khi em tròn áo tím xưa anh nói anh yêu em xin mẹ ra phố mẹ tươi cười khẽ nói con gái mẹ thật là xinh đây công viên chốn hẹn hò chứng kiến bao lời thề tình yêu vừa lên ngôi anh hay nói đã yêu luôn một lòng chung thủy dù đời vẫn đổi thay nhưng sao nay quá mười giờ hoa tím đã nở rồi mà sao anh không cho em luôn ngóng chờ anh âu lo từng giây phút lệ buồn hoen ướt mi em bơ vơ quay trở về qua phố chợ chợt nghe tiếng xe trông thấy anh cùng ai bước chung đường người đẹp của anh bên anh màu áo tím sao nghe quá chua cay em thương phần con gái như hoa mười giờ nở chỉ đẹp giây phút ban đầu giây phút ban đầu em thương phần con gái như hoa mười giờ nở chỉ đẹp giây phút ban đầu
tình tứ, quá mùi mẫn, đúng như những gì mà các bạn ấy chia sẻ. Đây là hoa mà chương trình gửi tặng cho Châu nha. Em Minh Thái. Dạ. Ngày hôm nay thì các bạn tôi đến đây để chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời của mình nè, cũng như là câu chuyện về sự nghiệp. Nhưng mà có lẽ là khán giả cũng đang rất muốn biết là trong những ngày sắp tới thì các bạn sẽ có những dự án như thế nào? Có một cái chương trình hay là một cái sản phẩm nào đó mà hai người sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau để ra mắt khán giả hay không? Dạ, trước tiên thì Thái xin cảm ơn Hoàng Châu đã nhớ đến Thái và đã mời Thái cho chương trình này. Cảm ơn Châu rất là nhiều. Và cảm ơn chương trình đã có một buổi nói về Hoàng Châu thì nói nhiều lắm không hết đâu. Một buổi, một tiếng, hai tiếng đồng hồ không bao giờ hết. Tại vì cô này rất là giỏi và Thái cũng là một trong những ca sĩ mà mê giọng hát của Hoàng Châu. Đấy. Và thì Thái và Châu sẽ có những cái bài hát kế tiếp và sẽ trong cái live show 7 hoặc là những live show kế tiếp và những album quay MV sẽ mời Hoàng Châu và Thái sẽ hợp tác với nhau để cho ra mắt những sản phẩm hay hơn sau những ngày tháng sắp tới. Và Hoàng Châu cũng rất là cảm ơn Thái đã nhấn chút thời gian để đến đây cùng trò chuyện với Hoàng Châu. Hôm nay thì Hoàng Châu rất là xúc động và rất là hạnh phúc được chương trình đã đem lại cho em những cái ký ức, những cái kỷ niệm, những cái hình ảnh đẹp nhất mà trong chặng đường mà em đã đi qua và những cái thành tựu của mình. Cho nên hôm nay em xem lại em xúc động vô cùng. Xin cảm ơn chương trình Vang Bóng Một Thời đã cho em điều đó. Với chương trình Vang Bóng Một Thời sẽ luôn làm cái điều như thế, là gợi lại cho khán giả những cái hồi ức rất là đẹp về một người nghệ sĩ, mà không phải chỉ riêng cho khán giả mà ngay cho bản thân của người nghệ sĩ cũng như thế, như Hoàng Châu đã chia sẻ. Và hy vọng rằng trong khoảng thời gian sắp tới, Hoàng Châu cũng như là Dương Ngọc Thái sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả nhiều sản phẩm âm nhạc như vậy nữa, để biết đâu 5 năm sau hay 10 năm sau, trong chương trình Vang Bóng Một Thời lần thứ bao nhiêu đó, mình lại ngồi lại, mình điểm lại một cái chặng đường mới nữa mà chúng ta đã cùng đi qua với nhau nha. Cảm ơn Dương Ngọc Thái và cảm ơn Hoàng Châu rất là nhiều, cũng như là cảm ơn Nam Cường đã cùng anh đến với chương trình Vang Bóng Một Thời ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình Vang Bóng Một Thời cũng xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện và phát sóng hàng tuần lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh Truyền Vĩnh Long 1, phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh Truyền Vĩnh Long 2. Xin thân ái chào tạm biệt. Chương trình Vang Bóng Một Thời đã chính thức khép lại với 20 tập cùng những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó là câu chuyện của thanh xuân, của hoài niệm mà những nghệ sĩ đã mang đến chương trình. Tiếp nối cho dòng cảm xúc ấy là một sự khởi đầu mới trong một chương trình lần đầu tiên xuất hiện với âm nhạc đỉnh cao, cùng những lời tự sự chưa bao giờ được kể của những nhạc sĩ và ca sĩ. Đón xem tập 1 chương trình Vần Hát Lời Tình Yêu được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022 trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 2. Thank you.